Ồ ngon. Nobody Adventure Chop Chop, tức là bản là global đấy, kết hợp với cả Soland các bạn nhé. Tiền danh phát luôn, có luôn một cái skin mới. Cái sự kiện này thì không biết là các bạn đã biết chưa, nhưng mà chúng ta sẽ có thêm hai cái code đấy các bạn ạ. Một cái code là SOUL888 và một cái code là SOUL666. Mình để trên màn hình nhé. Bạn nào mà chưa biết hai code này thì nhập vào nha. Đấy, kết hợp với cả đấu la đại lục cho nên là có một cái hai cái gift code như vậy. Ok, nhận nhanh xem nào. Rồi. Vận máy. Gói. Mua miễn phí. Mình phải nhận thưởng hết á, sau đấy thì mình sẽ quay lại nha. Rồi luôn, tiếp tục là sự kiện gì đây? Wow, tiêu hao ngự linh thạch các bạn ơi. Đây rồi, lại có một cái sự kiện nữa liên quan đến ngự linh thạch nhá. Để mình xem đạt mốc bao nhiêu này. 50, 140 này. 140, 120 là 260 này. 260 cộng 150 là 310 này. 310 là 460 này. 460 là 610 này. 810 này. Và 1010 này. Tức là để đạt được con pet đỏ ấy thì các bạn phải tích lũy được 1010 cái ngự linh thạch các bạn nhá. Nên tích lại ở những sự kiện đấy để ăn full mốc thì nó sẽ ngon hơn. Ok, à để mình xem xem nào. Đây là mấy vòng, 5 vòng liền, tức là tối đa các bạn có thể tích được tận 5050 ngự linh thạch. Cũng căng. Cuộc hẹn 7 ngày cái gì ấy? Ngon này. Cái gì đấy? Mới à? Ui. Quà ngon này, phúc lợi siêu hời luôn. 30 này. Đào này. Đăng nhập 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày. Wow, tùy chọn luôn. Ôi, phải bú cái gói này thôi các bạn ơi. Mình thấy gói này là được nha các bạn. Hợp lý này, rẻ bèo mà lại có một em linh thú cam. Nhưng mà đến ngày 7 thì mình sẽ đăng nhập gọi là nạp luôn một thẻ nha. 7 hôm nữa, các bạn cứ tích lũy đi. 7 hôm nữa là kiểu gì cũng có thêm khá đào đấy. 1, 2, 3, 4, 400 đào, 500 đào, 550 đào, cộng thêm một em linh thú. Được, tuyệt vời các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ xem thử xem quả skin đấy nó như thế nào nha các bạn. Wow, đẹp thế. Kích hoạt mở khóa, cường hóa thuộc tính kháng, cộng thêm 1%. Ui, lực chiến thì cộng không được nhiều lắm, tuy nhiên là nhìn cũng khá là ngầu và đẹp. Để mình check thử cái hiệu ứng đi chặt cây nào. Công thành 93 còn gì đây. Từ nhà mình làm nốt với cái này đã các bạn ạ. Cho nó đỡ mấy cái chấm đỏ kia đi, nhìn ngứa mắt quá. Chuẩn bị phát. Mắc luôn. Ok. Được một đá bất hóa. Rồi. Tạm như vậy đã các bạn ơi. Triệu hồi linh thú. Đây này, mình có em huyền vũ đây nhưng mà không lấy. Thanh long nữa này. Anh Long thì không có mà lấy. Giờ này chỉ cần lại là ấy thôi. Ra trận phát để reset xem có hên hơn không. 3 lần nữa nha. 1 2 3. Không ra thì thôi các bạn ạ. Để sang ngày hôm sau thì chúng ta lại tiếp tục là đi reset tiếp. Chứ còn nếu như bây giờ mình reset thêm thì cũng không đủ ngựa linh thạch. Mà lấy thêm được một em nữa thì nó cũng mất nhiều thứ quá. Nên là thôi các bạn nhé. Mình rút kinh nghiệm. Nó chỉ được như vậy thôi. Tham quá là coi như lỗ ấy các bạn. Lỗ nhiều ấy, mình mất nhiều cái ở trong này rồi. Ok nhá, bây giờ thì trong lúc là mình sẽ đi chặt cây này. À đây, đúng rồi, hôm trước ở tầm level 252 ấy thì mình có chơi thử thêm một cái dòng nữa khi mà đi chặt cây này các bạn này. Né với cả hút máu hoặc là với cả phản công ấy thì lực chiến nó tăng lên nhiều. Tuy nhiên là cái hiệu ứng bây giờ nếu như mình để đánh cùng với cả các bạn trong top cao á là các bạn đấy có mấy cái vật cưỡi hơi xịn rồi đấy. Thành ra là khá mịt nhiều. Nên là mình all in một phái thôi. Và cái thứ hai là khi mà chơi phải né thì mình thấy quan trọng nhất là em Liễu Đạo Chân. Em này mà né được ấy, thì chúng ta mới có khả năng hồi máu. Thế thành ra là chỉ số né càng cao càng tốt đấy. Nên all in và né các bạn nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ đi chặt cây nha. Ui dồi ôi, anh này chặt trông đần. Holy shit. Cay thực sự các bạn ạ. Trông đần thực sự luôn ấy. Rồi. Đấy, có một trang bị mới này. Công bị giảm đi này, nhưng mà HP tăng lên một tí này. Wow. Kháng né, kháng liên kích. Món này hơi cùi nha. Mặc dù lực chiến tăng ấy, nhưng mà nhìn nó có vẻ cùi quá các bạn. Nên là mình sẽ không lấy. Mình sẽ chờ đợi lấy món khác nó xịn xò hơn. Trong lúc chặt cây mình làm nhiệm vụ bang cái đã. Diệt yêu tà. Đấy, chả thấy ông nào mà đánh cả. Thôi, khiêu chiến vậy. 14 ông cũng được. Đánh tạm đi, không ngày mai lại quên đấy các bạn ạ. Rồi, bỏ qua xem nào.
được có tí tẹo. 100k để một chiến này nhưng công bị giảm này, thủ tăng và nhạy bén tăng, kháng choáng này cũng được. Ok, nhận luôn phần quà nào. Tiếp tục. Úi giời ơi, một chút tình bình thủy, một chút đào, mỗi thứ một tí tí cũng được. Ấy, cho bạn mình bạn nào cũng thấy có cái skin này rồi, chắc đang nhập nhận rồi trong Wax Select phết. Yêu chiến yêu vương xem nào, để xem vượt qua hải này chưa các bạn ơi. Thanh niên này như là con né cao này. Rồi, ui nó đánh tàu thế. Mình không né luôn các bạn ơi. Muốn thực sự luôn. À ui, ui, liên kích à? Liên kích à? Đứng long cạp đi. Không cạp nổi rồi các bạn ơi, đánh đau quá. Rồi, chưa vượt qua được thì mình cứ để đấy đã các bạn nhé. Thì mình sẽ đi càn quét mấy cái này thôi. Ba lần đầu tiên. Rồi. Phát nữa. Lên luôn. 8 lần mắc luôn. Tiên ngọc chỉ để tiêu vào đây thôi mà các bạn. Rồi, 1.300 nào nữa. Lại tiếp tục là đi chặt cây các bạn. Để xem là được cái gì không. Ô khoan, cái gì đấy. 187k điểm lực chiến này. Phần trăm bị giảm nhưng mà có kháng choáng thì tăng lên này. 31k đây rồi, tuyệt vời rồi. Không biết là ngày hôm nay chặt hết 1.300 đào này có lên được 6.000 vạn hay không này. Ngon này. Perfect, nó lại còn thay cho cái hút máu nữa chứ. Được quá. Hên các bạn ơi. Trấn yêu phép. Ở đây rồi, gặp trùng cuối các bạn ơi. Liên kích liên tục tục về. Ứng long vả đi. Đấy, các bạn thấy chưa, nếu như mà không có ứng long đi ải khổ lắm. 130k điểm lực chiến này. Đây rồi, thay nốt cho cái món hút máu này cái. Đấy, phun né các bạn nhé. Lúc trước là mình lẻ ra hai món đồ hút máu, nhưng bây giờ thì mình đã có thể là phun né lại rồi. Đấy. Ok này. Né tiếp này. Mình nhớ là có hai món là hút máu, nhưng bây giờ đã phun rồi vì nó thay hết cho hút máu đấy rồi các bạn ơi. Ok này. Rồi, yên tâm các bạn ơi. Phun né luôn rồi. Để mình xem chỉ số bây giờ nó lên bao nhiêu nha. 124 vạn công này. Né 236% rồi này các bạn này. Ải này bắt đầu thử thách này, đấy em lực ca này. Đấy, 236% là né em lực ca luôn này các bạn này. Phun nén khắp bọt chưa? Rồi các bạn ơi, úi giời đau chưa? Thốn chưa các bạn? 50, ủa, phần trăm giảm đi nhiều thế. Nhưng mà tăng thêm được một chút chỉ số. Nhưng phần trăm giảm đi tận 5% này các bạn ạ. Tiếc nhỉ? Nhưng cái chỉ số này cũng quan trọng này, HP tăng nhiều chưa này, thủ cũng tăng nhiều này. Thôi nhận luôn các bạn ơi. Bởi vì là cái thuộc tính cơ bản này nó cũng cần thiết đấy. Đánh bằng ứng long thì cũng cần thuộc tính cơ bản này nha. Ui, liên kích nhiều thế. Ui. Đau nhờ. Liên kích thốn thực sự luôn. Đánh cho mình không kịp gọi là trở tay thay quần áo các bạn nhé. Rồi. Lại đến ông này. Có né ngay. Ôi giời, vẫn né được. Anh mà né được là chú chết với anh. Trời ơi. Ok lá đấy các bạn. Sau khi lên được hơn 200% né cái khi đánh nấm là mình thấy nó ổn áp hơn hẳn nha các bạn ơi. Chấp thằng cầm dìu luôn này, né luôn này. Ui, né tiếp. Hay quá, né tiếp. Ui, né 3-4 phát nhìn các bạn ạ. Ảo thật đấy. Mày này. Ngon nhỉ. Chính ra là build né đi đánh nấm vượt ải cũng như là PK sướng này các bạn này. Có nghĩa là mấy ngày nữa thì sẽ mở được tu tiên tu ma đây. Để lựa chọn cái gì thì các bạn cùng đón xem cùng với mình nha. Với cả nhiều bạn xem video mà chưa ấn đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Đấy cũng là niềm động lực để mình ra video đều đặn hơn, phục vụ cho các bạn nha. Ui, tổng kết lại thì mình mới đến tầng 38.8 rồi các bạn ơi. Này chắc là phải đổ vật cưỡi các kiểu thì sau đó là mới có thể đi vượt được tiếp nha. Thôi, tạm thời như vậy đã. Ui, cái gì đấy? 550k điểm lực chiến luôn này. Ui, chỉ số các thứ tăng hết tất cả luôn. Linh bảo một sao khác. Ui, ngon thế. Được cái chứ. Đang ngâm cứu cái gói cuộc hẹn 7 ngày này phát tự nhiên nó ra luôn. Ngon lành cành đào các bạn ạ. Ui được đấy, món đấy thì ngon rồi. Vậy gì đấy, chỉ số giảm nhiều thế. Nhưng mà phần trăm mình tăng lên được tí. Nhạy bén tăng lên được tí các bạn ạ. Nhưng mà né thì cũng không cần nhạy bén cho lắm. Chủ yếu là cần mấy chỉ số này. Thôi mình tách nhá. Mất đi nhiều ấy quá. Tầm này sắp hết đào rồi. Chắc là không tăng được mấy lực chiến đất đâu. Thế cho nên là mình sẽ đi đánh dị thú xâm lược thôi các bạn ơi. Đây đổi đội hình đi đánh dị thú xâm lược phát. Yêu chiến vài lần né, 5 lần né. Phát đầu tiên được có mỗi ức các bạn ạ. Rồi luôn.
Ui rồi ôi, còn chưa được một ức này. Vãi cả trưởng. Úi giời ạ. Có hai phát liền là chưa được một ức các bạn nhé. Hơi cay. Ok la. Lực chiến là tăng lên bao nhiêu rồi? Ô, reset được 10 lần nữa này các bạn này. Đây, vứt một em thanh long này ra trận đi. Cho nó gọi là nghĩ là mình không chơi em ứng long. Ôi xổi. Đỉnh không các bạn? Quá trời quá đất luôn. Dòng ngon. Dòng ngon. Công bạo kích. Thề các bạn luôn, mình chưa bắt được một em ứng long nào ngon ở trong này luôn ấy. Cay thế nhỉ. Phủ máu kháng liên kích. Liên kích này. À, nó ít ra nó còn ngon hơn mấy cái đồ này các bạn ơi. Thế thì bây giờ mình sẽ cài lại vậy. Cài lại thì tốn 200. Ok. Chơi luôn. Bây giờ mình sẽ đi nút chừng nha. Hy vọng là ra một dòng cường hóa linh thú cực kỳ là xịn sò con bò này. Nuốt. Nuốt. Công bạo kích, cường hóa trị liệu và phản công các bạn ơi. Nó lại không ra cường hóa linh thú các bạn ạ. Cay thế nhỉ. Bực thực sự ạ. Cú quá rồi. Nhưng ít ra là cũng có thêm công và phản công thì còn được. Ừ, có thêm tí bạo kích. Không ăn thua. Hơi củi các bạn nhé. Nói chung là cái này cũng phải nhân phẩm nữa. Thôi, để sau này tẩy luyện như thế nào. Chứ còn tầm này thì có cái gì xài nấy thôi các bạn ạ. Ừ, nhưng mà cũng đạt mục tiêu là lên 6.000 vạn yêu lực rồi các bạn nhé. Ok, thì chúc các bạn chơi game vui vẻ. Và thử build set này giống mình xem đánh đấm có phê không nhé. Và giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.